bắt đầu đi Toàn. Đứng lên anh nhận quà đi, anh tặng quà của mình. Chào em. Dạ anh. Em có món quà gửi. Dạ em cảm ơn. À, anh có chuẩn quà, anh có chuẩn bị một cái vòng đeo tay. Dạ. Đeo vậy. Đeo luôn đi, đưa 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 bông đây chị cầm cho. Trời, chiếc vòng cầu hôn à. Chấp nhận đeo là chấp nhận lời cầu hôn của người ta đó. Dạ. Chu đáo em chưa? Cũng có chuẩn bị chiếc vòng luôn rồi đó. Trời, anh cảm ơn. Mở ra luôn. Ví đúng không? Dạ, ví. À, thì anh có lời này nói vậy nè. À, anh thì thích có cái câu là chỉ cần có lý do thôi. Nếu mà có lý do thì đi đâu cũng được. Và hai chúng ta chỉ cách nhau có cái hàng rào thôi ha. Mời nhà trai giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Dạ. Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh. Chào em. À, chị Hồng Vân và toàn bộ khán giả trong trường quay. À, nhân dịp năm mới thì em xin chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hết. Em tên là gì? À, em xin tự giới thiệu, em là Phan Vũ Toàn, sinh năm 1995, quê là ở Phan Thiết, Bình Thuận. Em hiện tại đang làm ở bộ phận IT, phòng an ninh khu đô thị Vinhome Central Park, Bình Thạnh, Tân Cảng. Mời nhà gái. Rồi, mình nói lớn lên đi cưng. Dạ. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Chào chú Quyền Linh. Chào quý khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Thì nhân dịp đầu năm mới thì con xin chúc cho tất cả mọi người là vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Con tên là Huỳnh Thị Thanh Tuyền, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và đang là giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non rồi. Là tiền ở quận mấy ạ? Điểm mạnh điểm yếu của nhà gái thế nào? Không, để cho con ở quận mấy, có gần bạn kia không? Ở quận Bình Tân. Bình Tân là có gần với bạn bên đó không? Bình Tân với Bình Thạnh là nó khác cách nhau chữ Bình thôi. Cũng sát bên à. Rồi ổng hỏi mình kìa, cân Tuyền, điểm mạnh điểm yếu của mình sao nè? Dạ, điểm mạnh là con biết nấu ăn, chu đáo, gọn gàng, sạch sẽ, cũng biết hát chút chút. Biết hát. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu là dễ nổi nóng và lúc mà nóng giận thì hay hét. Hay hét lên? Dạ. Có đập đồ không? Dạ cũng đôi lúc. Có đôi lúc hả? Thôi thôi. Nhưng mà cũng không có đập cái gì quan trọng lắm đâu. Nghĩa hả? Đập gối, đập mền rồi ha? Dạ. Thôi gì cũng được. Thôi, nhà trai. À, điểm mạnh của em là làm việc độc lập, chịu áp lực, nấu ăn rồi được. Còn điểm yếu là nóng tính. Cũng nóng tính nữa hả? Dạ. Hay khó chịu người xung quanh lúc mà có việc gì căng thẳng. Trời ơi, có đập đồ không? Khi mà nóng thì không đập, nhưng mà kiểu như là bỏ đi hay là né đi. Dạ. Hai người bên kia đập, bên đây bỏ đi. Trời ơi. Ừ. Ông xui ra tôi ông đứng nói chuyện cái coi. Sao? Vụ đập đồ bỏ đi nè. Ừ. Bên đây là bỏ đi. Ừ. Bên đây có đập đồ. Dạ. Em hãy nói cho bà mối biết em có mấy mối tình rồi. Em thì có hai mối tình. Ừ. Tình đầu tiên thì bạn đó thì nhỏ, cũng 7 tuổi. Thì cũng chung tỉnh luôn. Thì quen rồi cũng dẫn về nhà chơi rồi vậy, nhưng mà thời gian sau thì không biết sao bên đó lại có chồng luôn, làm cái rẹt luôn. Em cũng không biết luôn, ngỡ ngàng luôn. Chắc mình đối xử với ta sao mình không quan tâm chăm sóc thì sao chứ. Chắc thời gian nó ít cái thời gian quá, thấy chưa, không chăm sóc rồi. Rồi giờ mối tình thứ nhì? Mối tình thứ hai thì nói chung bạn nó cũng lớn hơn tầm 3 đến 4 tuổi. Quen thời gian thì cũng tìm hiểu rồi, cũng bạn nó thì có vẻ hối quá, phải tiến tới rồi liên tục, nhưng mà em thì vẫn còn đi làm, mà vẫn còn lo công việc rồi nhiều. Hai đứa thì cũng không có đồng quan điểm nhiều, cho nên là không tìm được tiếng nói chung trong việc hôn nhân, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái thời điểm này là em đã nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi, đúng không? Dạ, có. Hồi đó là nhỏ quá, chưa có nghĩ tới, đúng không? Mới định. Bây giờ ta hối mà bỏ, ta bỏ luôn á. Ừ, bây giờ bước chân lên cái gọi là cái bản mối hẹn hò này đã xác nhận rồi, đã xác định rồi. Sẵn sàng rồi. Ok. Ông cũng muốn hỏi gì nhà gái tôi không? Sẵn sàng rồi đó. Ông cũng muốn hỏi có muốn phai đao về những tình duyên của nhà gái tôi không? Có chứ. Hỏi đi. Qua tôi coi mắt nhà gái coi đây, chứ. Nhà gái tôi đây. Mặc xinh áo nổi quá, có đồng điếu. Đồng điếu rồi ha. Mùa xuân mà gặp cô này cười là thấy giàu rồi. Cười rất là tươi luôn. Em có mấy mối tình rồi?
Dạ, có hai mối tình. Hai mối luôn? Dạ. Mối tình thứ nhất thì năm 19 tuổi, thì quen được 4 năm. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 4 năm luôn á hả? Chứ năm 17 cũng vậy. Dạ, tại lúc đó cũng chưa muốn lập gia đình sớm á, là bạn kia cũng hối. Giận luôn, bỏ lấy vợ dạ, luôn. Dạ, bỏ lấy vợ. Thì đó, xem rồi coi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì con cũng quen được 2 năm. Nhưng mà do bạn đó lăng nhăng quá. Lăng nhăng quá, bỏ luôn. Dạ. Bây giờ muốn một cái người mới nó như thế nào nè? Dạ, muốn bạn nam thì phải cao hơn con là tầm chiều cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Ví dụ giờ mét mà thấp hơn. 1m65. 65. 65, 65 5 phân nó không là cái gì. 1m65 rất cao nè, đây 1m65 nè. Được chưa? Con không thích điều gì ở đàn ông nè, con ghét nhất điều gì ở đàn ông? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ. Bây giờ đó, mà gái ta nói vậy coi mình nhắm mình đáp ứng nhu cầu được bao nhiêu vậy? Mình có lăng nhăng không nè? Bây giờ nói một tiếng một thiệt lớn cho bạn gái yên tâm là mình có lăng nhăng không? Em cũng bình thường, không lăng nhăng gì hết. Nhưng mà thương thương ai thì thương một người thôi. Rồi vậy bây giờ còn cưng thì sao? Cưng muốn cái mẫu người bạn gái của mình sao nè? Mẫu người của em thì cao trên 1m55. Đặc biệt là có nụ cười xinh chứ, tỏ nắng. Đồng điếu nha. Đồng răng điếu. Khển thì... Răng khển hả? Thích răng cười có răng khển. Nói chung là cười. Không khển mà chỉ có đồng điếu thôi được không? Được. Cười vô là thấy có tiền rồi đó. Rồi thấy tôi thấy là nó cũng tương đó. Thích rồi đó. Cũng có sự tương thích. Em đi lại bạn đi lính chung. À bạn hả? Mời bạn có vài ý kiến coi nào. Dạ con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Cưng. Dạ con là bạn của Toàn. À. Hôm nay con tới đây là con để giúp Toàn tìm được một người bạn gái. Thì Toàn ơi, bạn gái này thì nụ cười thì cực kỳ đẹp. Rất hợp với lại cái tiêu chí của Toàn đưa ra thì bạn gái này cũng xinh xắn, dễ thương. Tài thì thấy hợp lắm ấy nha. Thì có thể tiến tới. Con cảm ơn. Tài có bồ chưa Tài? Dạ con thì cũng giống Toàn. Vậy hả? Hẹn con năm sau nha. Dạ. Đó, con ngồi chỗ con đây ngồi luôn nha Tài. Chỗ dạ. Của Toàn luôn. Tài dạ, với Toàn với nhau là hợp đó. Dạ. Mời nhà gái. Đúng rồi, bên em đi với ai con? Dạ đi với anh chị của em. Giúp con. Anh chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bên họ nhà trai và chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Em cũng xin nhận xét tí về bé Tiền. Bé Tiền thì tính thì có hiếu, tự lập từ nhỏ luôn. Và có cái là hơi kỹ tính. Bên trai nhắm chịu nói không? Sạch sẽ đúng không? Sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Hơi gọn gàng. Tốt mà. Chị nhìn em là chị thấy đôi giày em trắng vậy, cái áo em trắng vậy là chị biết em cũng kỹ lắm. Thích những người kỹ lắm, cho nên là chắc là hợp. Yên tâm ha. Thì bên đây anh nhận xét thì Toàn thì nói chung về ngoại hình thì cũng ok, nói chung cũng đẹp, chắc là có thể đẹp hơn anh. Anh vừa nói quá. Anh trai thì có duyên á. Thì cũng hy vọng chang, là hai anh em y chang nhau hả? Hai người sẽ cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu. Với lại cũng mình muốn hỏi Toàn là ví dụ như bây giờ Toàn có một mối tình đầu là Toàn nói là chưa sẵn sàng để kết hôn, thì nay Toàn đến với chương trình này mình có sẵn sàng chưa, hay là nếu mà muốn kết hôn thì khoảng thời gian là bao lâu? Cái thời điểm này là em cũng đang sẵn sàng mới tham gia chương trình. Có thể là sau chương trình này thì sẽ cần thời gian nữa, thì nếu mà hợp luôn á thì em sẽ tiến tới luôn. Cô, cảm ơn. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Đứng lên anh nhận quà đi. Xong mình tặng quà của mình. Anh chào em. Dạ anh có món quà gửi. Dạ em cảm ơn. Anh có chuẩn quà, anh có chuẩn bị một cái vòng đeo tay. Dạ. Đeo vậy. Đeo luôn đi. Đưa bông đây chị cầm cho. Trời. Chiếc vòng cầu hôn nè. Nhận đeo là chấp nhận lời cầu hôn của người ta đó. Dạ, chu đáo em chưa? Cũng có chuẩn bị chiếc vòng luôn rồi đó. Rồi anh cảm ơn. Mở ra luôn rồi. Ví đúng không? Dạ. Thì anh có lời này nói vậy nè. Anh thì thích có cái câu là chỉ cần có lý do thôi. Nếu mà có lý do thì đi đâu cũng được. Và
sẽ lâu dài hơn. Dạ. Thì anh tới đây thì anh cũng hát được, thì anh có bài hát gửi chương trình với lại em. Dạ. Nhìn Tùy hát kìa, tặng cho người ta nhìn người ta hát kìa. Đó. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muôn màn. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Hay quá, thằng hay vậy. Quá hay luôn, trời ơi. Mà em hát lại cho anh nghe nếu mà hát được thì. Đúng rồi. Dạ, dạ, con xin hát một bài, một đoạn ở trong ca khúc Miền Tây Quê Tôi. Okay. Dạ. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóc trăng đón chờ nghe lời rao. Cô nàng bán bánh ngon, mua giùm em bánh mía dúng thơm. Trời đất ơi, hay. Đứa nào hát cũng hay nha. Về chỗ đi cưng. Tập về xong ca là tập bài đi. Hát được đó. Hay quá. Tới ngày đám cưới hai đứa hát luôn. Anh có cái hỏi này cái là tại vì thời gian đi làm anh thì cũng kiểu bận nhiều. Cũng áp lực công việc nữa, thì nếu mà đi chơi thì em có thể sắp xếp công việc để đi chơi không? Ý là đi chơi vào dịp ngày nào cuối tuần hay là sao? Ý là em có yêu cầu là phải cuối tuần hay là như thế nào không thì anh mới biết. Em thì nếu nói chung là nếu quen nhau thì cuối tuần hẹn hò hay là những ngày lễ thì nó tốt hơn. Nhưng mà nếu mà bận quá thì có thể sắp xếp những ngày trong tuần cũng được. Tại vì công việc của em chỉ bận ban ngày thôi, buổi tối cũng rảnh. Quan điểm về hôn nhân gia đình của hai bạn thế nào, trao đổi với nhau nghe luôn. Anh thì thích, tại vì mẹ anh cũng khó tính á. Thì không biết là em có, đối với mẹ anh thì em có hài hòa được không? Kiểu như đối nhân xử thế á. Cái vấn đề đó thì được à. Mà giống như là mẹ thương người lớn thương mình thì mình cũng sẽ thương lại. Rồi, em cảm ơn. Em có dự định gì nếu mà sau chương trình này thì em có muốn là tiến xa hơn hay thế nào không? Thì nếu mà mình tìm hiểu hợp với nhau á thì mình có thể tiến xa hơn. Vì em cũng đã đến tuổi rồi, gia đình em cũng muốn em lập gia đình sớm. Anh có muốn dự định là khi nào lập gia đình không? Qua Tết thì chắc chắn sẽ có kết quả sớm. Mà giờ cũng ráng tranh thủ rồi chứ. Dạ. Vậy gấp rút. Em trai, em hãy đến nói chuyện với em gái xem nãy giờ trái tim mình nó thổn thức thế nào, nó có rung động hay không, rồi là em với trong mắt em bạn gái là như thế nào. Nào, hãy nói những cái gì mà mình đang suy nghĩ đấy. Nắm hai tay cho em xin là gia đình, là em xin cầm tay. Trời, thấy không, nó dễ thương không, hai tay luôn. Nào đó, nhìn thẳng mắt bạn gái, đừng có nhìn đâu xa hết, nhìn đúng trọng tâm cũng luôn. Lên chương trình thì anh cũng run, nhưng mà anh sẽ lấy hết can đảm mà anh sẽ nói. Lúc đầu nhìn em thì dễ thương. Cảm ơn anh. Thì đã gây ấn tượng. Và anh thì giờ chỉ còn lý do thôi. Có lý do thì sao cũng được. Nên hôm nay em chắc là lý do lớn nhất rồi. Yeah. Thì anh mong thì sẽ đi xa hơn. Cảm ơn. Bây giờ trái tim sao rồi? Anh thấy bạn đó cười mà tỏ nắng quá. Tỏ nắng quá hả? Còn tim em sao rồi? Tim em cũng rớt ra ngoài. Cũng rớt ra ngoài. Em có thích người đối diện không? Dạ đương nhiên rồi. Đương nhiên đó. Còn bạn gái thấy trong lòng mình sao rồi? Dạ em hồi hộp. Hồi hộp hả? Dạ. Em thích phải... cái gì, hỏi bạn gái là em thích nhất cái gì trên khuôn mặt của bạn trai? Ừ. Dạ mũi ạ. Mũi, lỗ mũi. Vậy đó hả?
Tính sống mũi hả? Sao vậy? Tính vô cớ hả? Hay là như thế nào? Sao vậy? Tại sao lại thích sống mũi? Nói cho bạn nghe. Tại nhìn vô thì thấy nhìn gương mặt thì mũi là thấy thích nhất. Cao nhất, dễ nhìn, gì nhất hơn. Hay ha. Linh biết tại sao tôi hỏi gì không? Sao? Ngộ lắm. Bởi vì cảm nhận mỗi người mỗi khác nhau. Ví dụ tôi nhìn cái bạn đó là tôi gọi là tôi ấn tượng cái cặp chân mày, tôi nói ví dụ vậy. Nhưng mà bạn này lại khác. Rồi có bạn lại thích cái miệng. Giống như đúng là rồi. Tôi nhìn Linh là tôi ấn tượng cặp chân mày. Kỳ vậy đó. Tôi nhìn tôi thích có một rùi à. Đúng vậy đó. Bây giờ thấy cảm giác bàn tay ấm áp không? Dạ có. Mềm. Mềm nữa. Hạnh phúc không? Dạ có. Rồi vậy về ghế bấm nút thôi. Đúng rồi. Còn chân chơi gì nữa. Đã tới giờ phút chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Không cần đếm, bấm cũng được luôn. Không có phạm luật nha. 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Đó, theo họ rất là nhẹ nhàng. Gần như quen nhau từ bao giờ rồi đó. Xin ba. Em xin ba có gì hôm nay em dẫn bé với lại cả gia đình đi ăn hay đi đâu đó. Đi ăn rồi mời luôn. Nhưng mà trước đó là xin anh ba cho em hung má của tiền chút xíu. Em xin phép gia đình với lại anh cho hung tiền. Thể hiện tình cảm. Tình quá dễ thương. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi. Chào tạm biệt nha. Khi nào mà có tin vui nhớ báo chương trình nha. Dạ. Rồi. Nào, nắm tay bạn gái. Dìu nhau đi khắp mọi nẻo đường.